Quý vị có thể thấy là máy móc là máy dầu rất là khô. Đấy. Nó có một cái hốc đón gió ở trên xuống là làm mát máy này. Đấy, cái ở giữa này. Đây là hệ thống khoang máy là nguyên bản, em có chưa cọ rửa nhá. Chưa cọ rửa bất kể một cái chỗ nào cả. Đấy. Thì chiếc xe này thì nó có một cái gọi là tí xíu lỗi. Là bị do là cua không để ý nên là nó bị chạm vào cái bậc thềm hoặc là một cái gì đấy thì nó bị tầm thấp thôi. Tầm thấp ở phần đèn này. Phần đèn này thì nó vỡ cái ba đờ sốc này, người ta thay mới rồi. Cũng như là nó chạm nhẹ vào cái phần đầu sắc xi này. Đây, em chỉ luôn đây, tí chỗ này. Chỗ chạm đến bình ắc quy chỗ này này. Chạm chỗ này. Chạm nhẹ phần đầu sắc xi đây thì nó không ảnh hưởng gì đến phần treo máy nhá. Đấy, tí thôi, nó lan ra đây chạm nhẹ thôi. Tí chỗ này. Thì nó làm đẹp hết rồi. Thì đây quý vị nhìn thấy là đây nó bị chạm nhẹ tí phần đầu, tí chỗ này. Người ta làm đẹp rồi, nó không ảnh hưởng gì đến cái phần nó vừa mới chớm sắc xi nhá. Sắc xi bị ảnh hưởng một tí thôi. Còn đâu là phần khoang máy là từ đó đây, từ giá đỡ máy là từ đây đổ ngang sang bên này là tít vào trong này là không ảnh hưởng. Đấy. Hoàn toàn bị một tí góc từ đây đổ ra, hất ra, còn bên này không có gì. Từ đây đổ vào lại không có gì. Đấy, nó bị chạm nhẹ tí từ tai đèn sang bên này, tí. Thì anh em nếu muốn mua thì alo. Đó. Thì để mà nói về máy dầu thì con này rất là lành. Rất là lành, phải nói là rất là lành luôn. Vô cùng lành luôn. Đấy, quý vị nghe tiếng máy nổ rất êm ái đúng không? Xe khá là đẹp. Chất. Con này em chưa đánh bóng, chưa làm gì, nói chung về là cái độc rửa nước lã thôi. Xe là máy nó ngon lắm, chạy sướng. Đăng kiểm rất là dài. Tận tháng 4 tháng 5 năm 2019. Form dáng đẹp không? 7 chỗ luôn. Máy dầu 2 cầu nhá. Điều hòa Z. Cực Z luôn. Màn hình cam lùi rồi. Đèn sáng. Đèn rất là sáng. Đây, form dáng đẹp này. Thôi, còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Và quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, đặc biệt hãy ấn nút đăng ký theo dõi kênh bán hàng của công ty ô tô Quang Vương để theo dõi nhiều sản phẩm mới nhất nhé. Và để theo dõi những video trực tiếp hàng ngày thì quý vị hãy em đăng ký theo dõi kênh Quang Vương Auto và YouTube gõ chữ Quang Vương Auto, cũng như là like trang fanpage Facebook. Ở trên Facebook thì gõ công ty ô tô Quang Vương, like fanpage Facebook công ty ô tô Quang Vương để theo dõi nhiều sản phẩm mới hàng ngày. Còn bây giờ thì Hồng Quân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin đồng nhiệt chào mừng toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của công ty ô tô Quang Vương. Và mới nhất trong ngày hôm nay, công ty ô tô Quang Vương xin trân trọng chia sẻ đến toàn thể quý vị một mẫu xe Santa Fe. Santa Fe Gold sản xuất năm 2003, mang tên tư nhân biển Hà Nội, xe mua chính chủ. Đây là một mẫu xe gia đình sử dụng, máy dầu, được trang bị 2 cầu. Và đây là một con xe khá là chất và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Để mà nói về dòng xe máy dầu thì Santa Fe là một cái dòng xe mà khá là giữ giá và form dáng cũng khá là thể thao. Quý vị có thể thấy là con xe này trông dáng nó rất là hầm hố. Sản xuất năm 2003 đến bây giờ thì xe vẫn còn hoạt động rất là ok, mọi tính năng chạy rất là tốt. Và đặc biệt là cái hệ thống máy móc gầm bệ nó lái vẫn rất là sướng vô cùng luôn. Thật sự để mà cảm nhận nói về những cái dòng xe máy dầu thì chúng ta không thể nào bỏ qua được cái thương hiệu Santa Fe đến từ Hyundai, một trong những cái hãng ô tô lớn nhất Hàn Quốc bây giờ. Thì quý vị có thể thấy là form dáng kiểu dáng đây là một mẫu xe 7 chỗ 2 cầu quý vị ạ. Máy dầu thì dầu nó ăn khoảng 6 cho đến 7 lít dầu trên 100 cây thôi. Và giá con này em bán là 280 triệu, bao hồ sơ và bao vận chuyển 64 tỉnh thành trên cả nước. Thì trong trường hợp anh chị chúng ta tự đến mua thì tự lái về thì em bớt cho 5 triệu, không rút hồ sơ để nguyên biển chạy em bớt thêm cho 3 triệu nữa. Đó, anh chị tự tính. Đây là một chiếc xe và khá là đẹp như này. Biển cái biển Hà Nội và một cái dòng xe này thời gian gần đây rất là hot và rất nhiều anh chị đang quan tâm mẫu xe này. Thứ nhất nó là được 7 chỗ, thứ hai nữa là nó là máy dầu, thứ ba nữa nó là số tự động và thứ tư nó là xe nhập khẩu Hàn Quốc. Đấy, những cái đồ nhập khẩu thì bao giờ nó tốt hơn đồ Việt Nam. Quý vị có thể thấy đây, nước sơn rất là bóng bẩy, rất là đẹp và em xe em vừa mới về xong.
Hoàn toàn là chưa có, không phải con thật ra con xe này không phải làm bất kể một cái hạng mục gì. Máy móc gầm bệ rất là chất luôn. Giá bán 280 triệu. Đấy, thì em xin quay vào nội thất của con xe này. Thì quý vị nhìn thấy cái vô lăng của nó đẹp không ạ? Đây. Đây là cái hệ thống vô lăng của xe, nó còn rất là mới như này. Xe chạy có 11 vạn thôi. Cho nên máy móc gầm bệ nó rất là chắc chắn luôn, từ trần vào rất là sạch sẽ. Đấy. Hệ thống ghế này, quý vị nhìn này. Đấy. Đây ghế lái được chỉnh điện 8 hướng, đây là con xe 2 cầu. Số tự động nhưng mà nó là bản đủ nhá. Đấy, bản 2 cầu luôn, bản full option, bản cao cấp nhất của Santa Fe. Đó, thì đây là một trong những dòng xe mà em vừa về. Để mà nói con này che mưa che nắng thì quá hợp lý luôn. Gương kính chỉnh điện rồi, cục điện, phanh ABS, vô lăng tích hợp, màn hình cam lùi đầy đủ hết. Đó, xe thì quý vị có thể thấy là xe của Hàn Quốc cho nên là nó rất là chất lượng luôn. Đây để em sẽ mở cửa ra cho anh chị xem là cái hệ thống đây, tapi. Con này máy rất là ngon luôn, nội thất rất là tươi đây, anh chị nhìn này. Khá là tươi đúng không? Đó. Đây. Trần rất là sạch đây, trần này. Đấy. Trang bị cửa sổ trời 7 chỗ. Ghế rất là xịn luôn. Để mà nói thì con xe này thì nó vô cùng bền bỉ. Những đồ thật sự quý vị, kể cả những chiếc xe tải mà mang thương hiệu Hyundai chẳng hạn, cho đến bây giờ hàng từ những năm 99, năm 2000 đến giờ, là những chiếc xe tải của Hyundai vẫn chạy tốt. Mà đấy là xe tải đấy, còn xe con thì nó chạy quá ok luôn. Chúng ta chạy thì còn những con xe như này thì là nó không có niên hạn sử dụng, chúng ta chạy cả đời luôn, không bao giờ phải lo gì cả. Đấy. Xe nó rất là sạch sẽ và ghế ghiếc này, hộp số xiếc, cái củ số nó đẹp này, vị như này đẹp không? Đấy. Con này là bản đủ, anh em nhìn vô lăng này mới không, quá mới luôn này. Nhìn vô lăng này, vô lăng tích hợp rồi, bóng khí đấy. Anh chị đừng quên ấn like, chia sẻ video, đặc biệt hãy ấn nút đăng ký theo dõi kênh nhé. Để theo dõi nhiều sản phẩm mới nhất của công ty ô tô Quang Vương sẽ liên tục tập cập nhật từng ngày. Và để mà xem những video vào buổi tối hàng ngày và lúc 8 giờ tối hàng ngày thì chúng ta vào YouTube gõ chữ Quang Vương Auto. Đăng ký theo dõi kênh Quang Vương Auto nhé. Đăng ký theo dõi Quang Vương Auto để xem video trực tiếp hàng ngày luôn. Đấy. Để mà nói thì với cái tầm tiền mà 280 triệu đã bao gồm cả phí vận chuyển 5 triệu đồng, cả phí rút hồ sơ khoảng 3 triệu nữa, thì chúng ta đã sở hữu ngay con xe này. Thì nếu quý vị chúng ta ở gần đây mà tự lái về được thì là chắc chắn là sẽ được bớt tiền, thêm tiền rồi. Đó. Hệ thống gầm bệ con này nó cao, cách âm rất là tốt và đặc biệt là lốp lát nó mới. Con này được dàn lốp ra chạy quá ok. Đây quý vị, vành đúc này. Phanh ABS này, nước sơn đẹp không? Đây. Đời này nó thật sự quý vị, để tìm được một con, những con Santa Fe mà nó bể nó mục gầm thì hơi bị hiếm luôn này. Quý vị nhìn thấy không? Gầm nó vẫn sáng choang như này. Rất là hiếm luôn. Đây. Đặc biệt biển Hà Nội rồi. Biển Hà Nội thì đi đâu cũng ok, gầm bệ này không có vết mục mọt gì cả. Đấy. Quý vị nhìn rõ chưa? Đấy. Nhìn rõ chưa? Đó, toàn bộ. Máy móc nổ êm ru. Và cũng đẹp, lắp cả màn hình cam lùi rồi. Thì con xe này em chưa có dọn dẹp gì cả. Một số chỗ thì em sẽ phải tỉa lại tí đây, nó bong tí sơn chỗ này thì em sẽ tỉa lại cho quý vị. Đấy. Đánh bóng đẹp đẽ luôn. Đó, quý vị có thể thấy là cái hệ thống khoang để đồ rộng chưa? Đấy, đây là hàng ghế thứ ba. Thì chúng ta có thể lật lên được để cho hai người ngồi đằng sau đằng này được. Nhưng mà đây là người ta đang úp ghế xuống.
Thì quý vị có thể thấy là với một con xe một cái tầm tiền rất là rẻ đúng không quý vị? Giá quá là hợp lý. 7 chỗ ngồi cơ mà. Chúng ta không ngồi 7 chỗ thì chúng ta có thể để một khoang để đồ đây đấy, còn không chúng ta lật lên thì nó thành thêm 2 chỗ nữa để chúng ta ngồi luôn. Giá thì thật sự quý vị là để mua một chiếc xe máy dầu một số tự động lại còn hai cầu thì với cái khoảng 300 triệu lùi thì quý vị chỉ có mua được Santa Fe thôi, còn không thể mua được cái loại gì cả. Chưa đến 300 nhưng 280 triệu bao cả hồ sơ bao vận chuyển toàn quốc. Mà nó đặc biệt là xe Hàn Quốc, nó thương hiệu rồi. Con xe này mà quý vị chúng ta đi kể cả công trường hay là đi công trình hay là mang đi chở dịch vụ cũng quá hợp lý. Gầm nó cao lắm, chạy có những cái ổ voi sâu sâu, có lao vù vù không phải hạ tí nào luôn. Không có phải hạ, bình thường những cái xe gầm thấp đi có phải nắn nót không sợ nó chạm mõm, chạm gầm. Con này phi một phát qua luôn những cái ổ voi ổ gà, không phải không phải hạ phát gì luôn, cứ thế phóng. Phóng tốc độ 450 cây, phóng vù vù luôn. Để mà nói những cái dòng này thì nó lành, nó không bao giờ nó hỏng vặt. Lốp láp mới nhá. Bánh đúc bánh điếc hết này. Đấy, gầm này. Thì lúc nữa Hồng Quân sẽ quay khoang máy cho quý vị. Đây, ngay bây giờ thì Hồng Quân sẽ quay cái khoang máy, nổ máy cho quý vị chúng ta ta theo dõi nhá, xem là cái khoang máy nó như nào. Cái vô lăng này, đẹp không? Đấy, vô lăng. Con nào vô lăng đi nhiều là nó mòn hết. Con này nó đi có 11 vạn gì đây. Quý vị nhìn 11 vạn này. Đẹp không? Màn hình cam lùi rồi. Xe nó rất là chất lượng quý vị ạ. Đấy, xe thì nó rất là chất. Để mà nói cái dòng này nó lành lắm. Thì đây em sẽ nổ máy. Điều hòa là điều hòa auto, điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động luôn, hai cầu. Âm thanh nghe nhạc hay, giải trí hay, màn hình cam lùi rồi. Có cả sấy ghế này. Sấy ghế này, đấy, nhiều hiện đại lắm. Sấy ghế rồi hệ thống điện thoại này, đấy. Sấy kính các kiểu, màn hình hiển thị trên này nữa. Gương kính chỉnh điện, cục bằng điện đầy đủ hết, không thiếu một cái gì. Với những cái dòng xe như này. Đấy. Chìa khóa điện thì con này chạy rất là sướng. Em giờ em sẽ mở cái khoang động cơ lên cho quý vị chúng ta theo dõi. Đây, để em mở khoang máy lên rồi. Đây, đang mở capo. Quý vị có thể thấy là máy móc là máy dầu rất là khô. Đấy. Nó có một cái hốc đón gió ở trên xuống là làm mát máy này. Đấy, cái ở giữa này. Đây là hệ thống khoang máy là nguyên bản, em có chưa cọ rửa nhá. Chưa cọ rửa bất kể một cái chỗ nào cả. Đấy. Thì chiếc xe này thì nó có một cái gọi là tí xíu 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 lỗi. Là bị do là cua không để ý nên là nó bị chạm vào cái bậc bậc thềm hoặc là một cái gì đấy thì nó bị tầm thấp thôi, tầm thấp ở phần đèn này. Phần đèn này thì nó vỡ cái ba đờ sốc này, người ta thay mới rồi. Cũng như là nó chạm nhẹ vào cái phần đầu saxi này. Đây, em chỉ luôn đây, tí chỗ này. Chỗ chạm đến bình ắc quy chỗ này này, chạm chỗ này. Chạm nhẹ phần đầu saxi đây thì nó không ảnh hưởng gì đến phần treo máy nhá. Đấy, tí thôi, nó lan ra đây chạm nhẹ thôi, tí chỗ này. Thì nó làm đẹp hết rồi. Thì đây quý vị nhìn thấy là đây nó bị chạm nhẹ tí phần đầu, tí chỗ này. Người ta làm đẹp rồi, nó không ảnh hưởng gì đến cái phần nó vừa mới chớm saxi nhá. Saxi bị ảnh hưởng một tí thôi. Còn đâu là phần khoang máy là từ đó đây, từ giá đỡ máy là từ đây đổ ngang sang bên này là tít vào trong này là không ảnh hưởng. Đấy. Hoàn toàn bị một tí góc từ đây đổ ra, hất ra, còn bên này không có gì. Từ đây đổ vào lại không có gì. Đấy, nó bị chạm nhẹ một tí từ tai đèn sang bên này, tí. Thì anh em nếu muốn mua thì alo. Đó. Thì để mà nói về máy dầu thì con này rất là lành. Rất là lành, phải nói là rất là lành luôn. Vô cùng lành luôn.
Đấy, quý vị nghe tiếng máy nổ rất êm ái đúng không? Xe khá là đẹp. Chất. Con này em chưa đánh bóng, chưa làm gì, nói chung về là cái độc rửa nước lã thôi. Xe là máy nó ngon lắm, chạy sướng. Đăng kiểm rất là dài. Tận tháng 4 tháng 5 năm 2019. Form dáng đẹp không? 7 chỗ luôn. Máy dầu 2 cầu nhá. À, điều hòa Z. Cực Z luôn. Màn hình cam lùi rồi. Đèn sáng. Đèn rất là sáng. Đấy, form dáng đẹp này. Thôi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Và quý vị đừng quên ấn like, chia sẻ video, đặc biệt hãy ấn nút đăng ký theo dõi kênh bán hàng của công ty ô tô Quang Vương để theo dõi nhiều sản phẩm mới nhất nhé. Và để theo dõi những video trực tiếp hàng ngày thì quý vị hãy em đăng ký theo dõi kênh Quang Vương Auto và YouTube gõ chữ Quang Vương Auto, cũng như là like trang fanpage Facebook. Ở trên Facebook thì gõ công ty ô tô Quang Vương, like fanpage Facebook công ty ô tô Quang Vương để theo dõi nhiều sản phẩm mới hàng ngày. Còn bây giờ thì ông Quân xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.